Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, chúng tôi sẽ dành thời lượng phản ánh tình trạng vi phạm bật đèn pha, còi to trong khu đô thị. Tiếp đó là hướng dẫn lái xe an toàn. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thực tế hiện nay, khi người tham gia giao thông trên các tuyến đường, thậm chí trong khu đô thị rất hay gặp phải tình trạng những xe ô tô tải lắp hệ thống còi rất to, nhất là những xe trọng tải lớn. Không chỉ việc lắp còi kêu to, các loại xe này còn lắp các hệ thống đèn siêu sáng để chạy vào ban đêm. Nhiều lái xe lâu năm trong nghề đều bày tỏ ý kiến phản đối việc bật đèn pha trong khu dân cư sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến tầm nhìn về hướng đường phía trước với lái xe ngược chiều. Tôi tham gia giao thông là rất là bức xúc về cái vấn đề là xe tải, xe ben có trọng tải lớn tham gia giao thông là họ không bật pha cốt xuống, họ lắp những cái còi có thể là người đi xe máy gần là người ta hoảng giật mình, nhất là phụ nữ là các người có tuổi, còi inh ỏi nhất là trong phố xá, họ đi rất nhanh và tẩu. Đèn LED, đèn xe non có ánh sáng trắng hoặc xanh, cường độ sáng gấp nhiều lần so với đèn xe nguyên bản thiết kế, nên các xe độ loại đèn này nếu lưu thông trên đường, người điều khiển các phương tiện chạy ngược chiều khác rất khó chịu vì bị lóa mắt, khó quan sát, thậm chí mất phương hướng, dẫn đến nguy cơ gây tai nạn, va chạm giao thông cao. Khi đi trong phố, nhiều người cũng dễ dàng gặp cảnh ô tô sử dụng còi to hay bật đèn pha tùy tiện không đúng cách. Chủ xe chạy ngược chiều cảm thấy bị chói mắt, ức chế và tỷ lệ xảy ra tai nạn giao thông sẽ cao hơn. Điều có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh trời chiều chập choạng và những lái xe lên đèn pha khi tham gia giao thông. Hành vi này thậm chí còn xảy ra phổ biến trong đô thị, khu vực đông dân cư, khiến cho người tham gia giao thông ngược chiều bị chói mắt. Đặc biệt đối với phương tiện xe máy, xe đạp rất dễ bị lóa, tự gây tai nạn. Nhiều khi là xe toàn cái bật cái đèn gì mà sáng chói cả lên nguy hiểm lắm, cảm thấy là đi rất sợ, coi như cái đèn sáng chói nó dọi luôn vào mắt ấy. Việc xe ô tô hoặc xe máy gắn thêm đèn LED là vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, rất nhiều phương tiện vẫn lắp loại đèn này và bật hết cỡ vào ban đêm, gây bức xúc cho các loại xe đi ngược chiều, nhưng hiếm khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở và xử lý theo quy định, nhất là trong thời gian tổ chức được cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, phương tiện không đảm bảo an toàn điều kiện kỹ thuật khi tham gia giao thông. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Đăng Dương, hướng dẫn viên lái xe an toàn tại Honda ô tô Hưng Yên, Phú Hiến. Và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thay lốp dự phòng. Các bước thay thế lốp dự phòng. Bước 1, tìm nơi bằng phẳng an toàn để thay lốp. Bạn cần một bề mặt chắc chắn bằng phẳng nhằm hạn chế xe lăn bánh khi đang thay lốp. Cố gắng đỗ xe, tránh xa đường giao thông và bật đèn khẩn cấp. Tránh nền đất mềm và dốc. Bước 2, kéo phanh tay và chuyển về cần số V, chặn cả lốp trước và sau bằng vật nặng. Bước 3, lấy lốp dự phòng, dụng cụ tháo và kích xe. Bước 4, gá dụng cụ kê kích vào vị trí phù hợp, nới lỏng ốc bánh xe một vòng khi bánh còn chạm đất, sau đó tiến hành kích cho bánh xe không còn chạm mặt đất. Bước 5, tháo ốc lốp lốp chính. Bước 6, lắp lốp dự phòng, bắt ốc lốp, tháo kích, siết chặt lại các ốc lốp. Bước 7, cắt lốp tháo ra và dụng cụ vào xe, hoàn thành quá trình thay lốp dự phòng. Và như vậy, tôi đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách thay lốp dự phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Dreams. The power of dreams. Honda CR-V mới khơi dậy mọi giác quan cùng công nghệ an toàn tiên tiến Honda Sensing để bạn tự tin chạm đến thành công. Honda CR-V mới khai phá giác quan thứ 6. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.